Thêm một cái mẫu đầm phải nói là cực kỳ xuất sắc luôn các chị ơi. Em đang mặc trên người chắc chị có thể thấy được một màu sắc vô cùng nhẹ nhàng, màu hồng nhưng mà hồng da các chị ha. Bên trong sẽ có lớp lót cho mọi người, phần tay là sẽ có cái bo chung cộng với eo cũng vậy các chị, và nó có cái bèo ở đây mặc vô nhìn rất là tiểu thư luôn. Em xoay một vòng cho các chị coi nha. Rồi nhìn giùm em nè, phía dưới kiểu như là cái đuôi cá tầng tầng nhẹ cho mình mặc vô nhìn cảm giác như là chân của mình nó sẽ dài hơn, che được cái điểm rất là nhiều. Và trên cổ sẽ có một cái thắt nơ cho các chị và có nhiều màu. Bây giờ em sẽ chuyển sang cái màu khác cho mọi người coi ha. Một cái tông màu vàng vô cùng là mắt các chị ơi, rất xinh đẹp và nhìn cực kỳ trắng da luôn. Trong vài ngày thì em thấy nó hơi nghiêng về màu vàng chanh một tí xíu thôi, không quá nổi nè. Và cái màu này em thấy mặc không kén da, các chị mặc vô vẫn rất là trắng luôn ha. Thiết kế giống màu đầu tiên, xoay một vòng cho các chị coi nè. Và đầm này chất liệu của nó rất là mát, có lớp lót và còn co giãn cho các chị nữa, mặc thoải mái cực kỳ. Hai màu rồi, bây giờ còn một màu cuối cùng em sẽ mặc luôn nha. Màu sắc cuối cùng đây các chị ơi, nền xanh nhạt và cái họa tiết hoa nhí màu trắng là nổi bật hơn cái đầm đúng không nè. Và nãy giờ em mặc ba màu rồi, các chị thấy màu nào cũng là tông màu nhẹ nhàng hết. Và mẫu này các chị có thể mặc được khoảng từ 60 ký đổ lại luôn, co giãn cho mọi người mặc thoải mái ha. Chị nào ví dụ như có khuyết điểm nhiều ở vòng 2 thì mình mặc vô vẫn rất là xinh. Và chị nào muốn sở hữu nhanh chiếc đầm mình đang mặc thì gửi ngay cho em số điện thoại cộng mã sản phẩm bên dưới clip đây để em chốt lên cho các chị, hoặc là chấm một chấm để em tư vấn và báo giá và giao hàng cho mình luôn nha.